chạy đâm vào với trọng tài. Tiền vệ Renato Augusto liền ôm mặt nằm lăn trên sân cỏ tỏ vẻ đau đớn. Sau tình huống ăn vạ độc nhất vô nhị, trọng tài liền dừng trận đấu rồi gọi nhân viên y tế vào chăm sóc cho tuyển thủ Brazil. Sau đó Augusto đã đứng dậy và thi đấu bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tình huống hài hước này diễn ra trong trận đấu giữa Penguin và Shanghai Earth Asia tại giải vô địch Trung Quốc. Và trước khi bước video, hãy nhấp vào link đăng ký kênh thứ hai của chúng mình được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho kênh nhé. Bóng đá là môn thể thao luôn mang lại những tình huống rất bất ngờ và gây cấn trong mỗi trận đấu. Với sự đa dạng trong lối chơi, cách xử lý của các cầu thủ thì những tình huống trên sân cũng xảy ra với diễn biến mà không ai biết trước được. Đó là sự thú vị của bóng đá. Bên cạnh những trận cầu kịch tính, bóng đá thế giới còn chứng kiến rất nhiều khoảnh khắc khó đỡ và cực kỳ hài hước tới từ các cầu thủ cũng như trọng tài, người cầm cân nảy mực cho mỗi trận đấu. Hôm nay hãy cùng xem lại những tình huống hài hước của các trọng tài và các cầu thủ trên sân. Dù là đầu tàu của Brazil tại World Cup 2018, nhưng Neymar để lại rất nhiều hình ảnh xấu trong mắt người hâm mộ yêu bóng đá đẹp. Ngôi sao đội tuyển Brazil liên tục bị chỉ trích do thói ăn vạ và tỏ ra đau đớn quá mức. Trong trận đấu với Mexico, Neymar lại quằn quại đau đớn sau cái dẫm chân đầy tiểu xảo của Layun. Mặc dù anh bị phạm lỗi, nhưng hình ảnh quằn quại như một diễn viên vẫn khiến khán giả và những người trong cuộc cảm thấy bực mình. Đó là lý do dù là một ngôi sao nhưng Neymar vẫn bị mọi người gọi là đứa trẻ không bao giờ lớn. Trận đấu giữa Hàn Quốc và Đức tại World Cup 2018, trận đấu mà Đức đã để thua Hàn Quốc với tỷ số 0-2 và phải ra về ở vị trí bét bảng. Ở một tình huống phản công, Toni Kroos với ý định truyền bóng cho đồng đội đang di chuyển phía trên, nhưng không may cú sút của anh lại đập trúng vùng nhạy cảm của cầu thủ Ili bên phía Hàn Quốc, khiến cầu thủ này phải nằm sân với vẻ mặt đau đớn tột độ. Không thể trách Kroos trong tình huống này, chỉ là do cầu thủ của Hàn Quốc đã không gặp may. Đây là pha ngăn cản cầu thủ đối phương hết sức thô thiển của Verratti sau pha tấn công bất thành để đối phương lấy được bóng và thực hiện pha phản công. Verratti đã nhanh chóng đuổi theo để ngăn cản, nhưng tốc độ của đối phương quá nhanh khiến anh bắt buộc phải phạm lỗi. Verratti đã có hành động kéo áo đối thủ từ khu vực giữa sân. Pha phạm lỗi đã tạo ra một tình cảnh hài hước khi cầu thủ đối phương đã kéo lê Verratti một đoạn dài trên sân trước khi ngã xuống trong vẻ mặt mãn nguyện của Verratti. Có lẽ đã quá mệt mà còn bị té vì trọng tài này đã có pha trả đũa cực kỳ hài hước. Trong một tình huống hy hữu cuối trận đấu giữa Nantes và Paris Saint-Germain ở vòng 20 Ligue 1, hậu vệ Diego của đội chủ nhà đã va vào trọng tài Tony Chabron khiến ông này ngã xuống ra sân. Thế là ông vua áo đen này liền trả đũa bằng cú đá gài chân rồi rút thẻ vàng phạt Diego khiến anh phải rời khỏi sân vì trước đó cầu thủ người Brazil đã nhận một thẻ vàng. Pha trả đũa của trọng tài Chabron bị người hâm mộ chỉ trích kịch liệt vì họ không chấp nhận hành vi kiểu như vậy đối với một người cầm cân nảy mực trên sân.
Trong một buổi tập của Juventus, các phóng viên đưa tin ngay tại sân về tình hình các cầu thủ trở lại sau khi hoàn thành nghĩa vụ quốc gia. Ronaldo đã không bỏ lỡ cơ hội pha trò, khiến đồng đội cười bò trước khi bước vào buổi tập căng thẳng. Siêu sao sinh năm 1985 đã đứng phía sau và nhại lại những cử chỉ của một phóng viên đang đưa tin với vẻ mặt rất hài hước. Trong một pha tranh bóng ở cuối trận đấu giữa Montreal Impact và Columbus Crew tại giải vô địch nhà nghề Mỹ, Drogba gây chú ý khi cố tình ôm chân thủ môn đội bạn Steve Clarke, khiến anh này ngã nhào. Với hành động vừa hài hước vừa xấu chơi này, chân sút bờ biển Nga phải nhận thẻ vàng. Khoảnh khắc hài của Drogba sau đó đã trở thành đề tài cho những bức ảnh chế khắp mạng xã hội. Ngày 6 tháng 9 năm 1995, tuyển Anh đã giao hữu với Colombia ở Wembley. Cú treo bóng của tiền vệ Jamie Redknapp bị lố và bay thẳng vào khung thành giống như cú sút. Ngay lập tức, thủ môn Higuita đã tung người thực hiện cú đá bò cạp cản bóng ngược trở ra. Higuita chỉ tạo ra khoảnh khắc vô thưởng vô phạt trong một trận đấu giao hữu không nhiều ý nghĩa, nhưng đã ghi dấu ấn vào lịch sử bóng đá thế giới. Người ta vẫn gọi đó là pha xử lý đi vào lịch sử. Khi thủ môn Bellerano còn thi đấu cho Bayer Leverkusen, anh đã có pha đốt lưới nhà khi sút trượt bóng do đồng đội truyền về. Sai lầm này của anh sau đó đã bị các cổ động viên Leverkusen chế giễu rất nhiều, mặc dù sau khi chuyển qua Arsenal, anh đã thi đấu rất tốt và được mệnh danh là người nhện trong khung gỗ của đội bóng pháo thủ. Tình huống diễn ra trong buổi tập trên sân Etihad, tam tổ MSN đứng cùng nhau, Messi hai tay đút túi quần quan sát các đồng đội khác, Suarez khoanh tay đứng gần Neymar. Trong lúc Neymar đang chống chân lên quả bóng để buộc dây giày, Suarez lấu cá đá quả bóng đi khiến cho đồng đội loạn choạng suýt ngã. Sau khi lấy lại thăng bằng, ngôi sao người Brazil lao tới trừng mắt như thể muốn ăn thua với ngôi sao người Uruguay. Bị phản ứng, Suarez liền thả tay xuống rồi thủ thế chuẩn bị chiến đấu. Neymar quyết định bỏ qua, tiếp tục cúi buộc dây giày. Đó là những giây phút hài hước và cho thấy độ thân thiết của tam tấu hay nhất một thời của bóng đá châu Âu. Ashley Young trong một nỗ lực đốc thúc các đồng đội cố gắng hơn, anh đã bị một vật thể lạ từ trên trời rơi thẳng vào mồm. Nhiều ý kiến đã cho rằng đó là phân chim, nhưng ngay cả nạn nhân của vụ việc là Ashley Young cũng không biết thứ gì đã rơi vào miệng mình. Như vậy đến hiện tại, nó vẫn là một điều bí mật và điều đáng quan tâm tới tiền vệ của Man United khi đó là anh vẫn nỗ lực hết sức để tiếp tục thi đấu trong thời gian còn lại. Đó là những tình huống có thể nói là rất hài hước và thú vị của bóng đá. Nó cho mọi người thấy những cảm xúc khác khi xem những trận cầu đỉnh cao. Hơn nữa, đó còn là những dấu ấn riêng biệt của mỗi trận đấu,
để người ta khi nhắc tới là nhớ đến những trận bóng đá mà mình đã từng xem. Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Để lại bình luận bên dưới về nội dung mà các bạn muốn chúng tôi làm tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.